Thưa quý vị, trên tay của tôi lúc này là cuốn từ điển có tên là Từ điển tiếng em, mà ngay phía sau của bìa thì đã có một cái định nghĩa thế nào là tiếng em. Đó là danh từ, là tiếng lóng của những người yêu sự thật, ghét sự giả dối. Quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Và quý vị nghĩ sao về cách giải thích mới lạ này ạ? Đây là cuốn từ điển hài đã gây sự chú ý và cả tranh luận trong những ngày vừa qua. Một cuốn sách có kích thước nhỏ gọn, chứa đựng 273 từ, cụm từ với những cách giải thích khá mới lạ. Chó, danh từ, là thú cưng nhưng cũng có thể là con rể của nhiều gia đình do mẹ tuyển chọn. Bất hạnh, tính từ, khi phải hưởng chọn combo lùn, cộng đen, xấu và nghèo. Hay khinh người, tính từ, tiếng oan của mấy đứa bị cận. Ở đây như kiểu là những cái ngôn từ của giới trẻ hiện nay hay dùng ấy ạ. Chắc là em hay xem ở trên TikTok thì phải. Trang này ạ, có chữ yêu xa ấy ạ. Cách giúp bạn có thể thêm vài cm một cách tự nhiên ấy ạ. Là cho dành những cặp yêu xa thường có bị cắm sừng ấy ạ. Cách cắt nghĩa từ ngữ theo lối hài hước, sáng tạo, hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay. Nhưng cũng chính vì thế mà cuốn sách này khá khó hiểu đối với những người lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc với mạng xã hội. Thì khi mà đọc cái này mình chẳng hiểu rằng là cái người viết lên cái này họ nghĩ gì mà họ lại nói ra một cái định nghĩa nó quá là cảm tính. Từ điển tiếng em, nhưng mà ở trong này thì cái nội dung là nó lại khác. Mỗi loại sách vốn đều có đối tượng độc giả riêng. Vấn đề của cuốn Từ điển tiếng em đơn giản chỉ nằm ở tên bìa sách và thiếu một chút lời dẫn giải ban đầu để các độc giả lớn tuổi hiểu được rằng đây chỉ là cuốn từ điển hài, chứ không phải từ điển theo nghĩa chính thống. Nó có rất nhiều những cái chưa được về mặt hình thức cấu trúc, rồi về mặt nguyên tắc biên soạn, rồi là các cái cách thức thể hiện. Cho nên cái chữ từ điển cần phải thận trọng, bởi vì từ điển thường những cái gì được coi là điển chế. Cuốn sách thì chỉ mang tính chất là giải trí thôi, chứ không có ý định là định hướng suy nghĩ của các bạn đọc. Cũng rất là giống những cái cuốn chuyện cười dân gian nhưng mà là một phiên bản hiện đại hơn. Trước hết thì bên mình có gửi lời xin lỗi tới các vị phụ huynh khi mà cuốn sách chưa được gắn những cái mác rõ ràng. Thứ hai là bên mình cũng sẽ chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến. Đổi mới, sáng tạo trong tư duy làm sách là cần thiết. Thành công của cuốn sách là đã được giới trẻ đón nhận, nhưng sẽ thành công hơn nữa nếu khâu biên soạn thêm phần trau chuốt. Vâng, có thể nói đây là một cuốn sách mà tập hợp những ngôn ngữ hài hước của giới trẻ hiện nay, và nó sẽ hoàn hảo hơn nếu như thực sự có những cái chú thích để tránh gây hiểu lầm và tránh gây tranh cãi.